Còn bây giờ chương trình tiếp tục với những thông tin giá cả thị trường. Mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin giá cả thị trường. Hôm nay bản tin sẽ cập nhật thông tin về thị trường bất động sản, các thiết bị khử khuẩn cho điện thoại di động. Tiếp đó là giá cả mặt hàng thịt heo, một mặt hàng đang được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm. Giá phân khúc chung cư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bị đẩy lên bất chấp những ảm đạm của thị trường do tác động từ dịch Covid-19. Theo đó, giá bán chung cư tại Hà Nội 2 tháng đầu năm 2020 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giá bình quân là 30,3 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, giá rao bán bình quân tại Thành phố Hồ Chí Minh là 44,1 triệu đồng một mét vuông. Giá rao bán trung bình tăng 10,9% so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia bất động sản, mức giá chung cư vẫn được rao bán tăng giá là do trong thời điểm khó khăn vì dịch bệnh, các nhà đầu tư sẽ ưu tiên giữ tiền mặt để phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, nhóm có nhu cầu thực sự vẫn đang vượt qua số cung của thị trường hiện nay. Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, những nhà kinh doanh đã nhanh chóng đưa ra thị trường các thiết bị khử khuẩn điện thoại di động và đang được rất nhiều người tìm mua để phòng tránh virus SARS-CoV-2. Tại một số cửa hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh, các thiết bị khử khuẩn có khá nhiều loại được bán với giá khoảng 1 triệu đồng. Trên các mạng xã hội cũng như sàn thương mại điện tử cũng giới thiệu các thiết bị này với nhiều tên gọi khác nhau, có giá từ 368.000 đến 890.000 đồng. Tuy nhiên, giới chuyên môn cảnh báo hầu hết các thiết bị đang bán trên thị trường đều chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng về tính năng diệt khuẩn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục khuyến nghị các doanh nghiệp chăn nuôi giảm giá heo hơi bình quân từ 75.000 đồng một ký xuống 70.000 đồng một ký từ ngày 1 tháng 4 tới, theo chỉ đạo của Thủ tướng. Đến cuối quý 2, đầu quý 3 năm 2020 sẽ đưa xuống mức 65.000 đồng một ký, rồi 60.000 đồng một ký. Theo tính toán, năm nay cả nước sẽ phấn đấu 3,9 triệu tấn thịt heo. Trong đó, quý 1 năm 2020 khoảng 810.000 tấn, quý 2 220 là 950.000 tấn, quý 3 là hơn 1 triệu tấn và quý 4 gần 1,1 triệu tấn. Như vậy, đến cuối quý 2, đầu quý 3, cơ bản đáp ứng được khoảng 90% nhu cầu thịt heo trong nhân dân. Do giá heo hơi cao khiến giá thịt heo bán tại các chợ siêu thị cũng không chịu giảm. Tại các chợ truyền thống, hiện thịt mông có giá 150.000 đồng một ký, thịt ba chỉ, bắp giò giá 160.000 đồng một ký, sườn non, nạc dai có giá 180.000 đồng một ký. Tại các siêu thị, giá thịt heo cao hơn giá thịt ở chợ truyền thống. Cụ thể, thịt nạc dai đặc biệt giá 202.900 đồng một ký, sườn non 222.900 đồng một ký, sụn sườn non 234.900 đồng một ký, nạc mông 181.900 đồng một ký, nạc thăn 189.900 đồng một ký, thịt đùi 162.900 đồng một ký.